Vua Charles và hoàng tử William đã loại Harry ra khỏi danh sách. Các chuyên gia hoàng gia tiết lộ rằng vua Charles và hoàng tử William vẫn còn bối rối trước tình cảnh liên quan đến Harry. Theo chuyên gia về hoàng gia Anh Christopher Anderson, vua Charles và hoàng tử William đã sẵn sàng loại bỏ hoàng tử Harry ra khỏi danh sách để không còn cần phải quan tâm tới thành viên đã từ bỏ danh hiệu này vào năm 2020. Họ chọn cách lờ đi Harry, không quan tâm tới anh ấy không để anh ấy ảnh hưởng tới họ bởi cả hai đều đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức lớn. Chuyên gia chia sẻ, ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ nó còn đáng buồn hơn. Người ta nói rằng ghét không phải từ đối nghĩa với yêu, mà là thờ ơ. Các chuyên gia hoàng gia tiết lộ rằng vua Charles và hoàng tử William vẫn còn bối rối trước tình cảnh liên quan đến Harry. Về chuyến đi 3 ngày tới Nigeria của Harry và bản tin đến đây đã kết thúc chúc quý vị luôn an vui và hạnh phúc. Kênh tin tức 24 giờ chúng tôi sẽ luôn cập nhật những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất đến với quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật tin tức kịp thời quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cả vua Charles và hoàng tử William đều không tỏ ra quan tâm. Mặc dù chuyến thăm này được tuyên bố với tư cách cá nhân nhưng chuyến thăm vẫn mang dấu ấn của những thành viên hoàng gia truyền thống. Nhà vua và William không ngạc nhiên khi Harry thực hiện những chuyến công du nước ngoài. Ngay cả khi mẹ gần đi cùng anh ấy, nhà vua và con trai cả đã loại Harry ra khỏi danh sách vì nhiều lý do, nhưng việc thực hiện một chuyến đi ngắn ngày cùng một phóng viên và một nhiếp ảnh gia không phải là một trong số đó, chuyên gia nói tiếp. Hoàng tử William không muốn vua Charles và hoàng tử Harry hòa giải. Mặc dù nhiều người dân Anh mong chờ nhưng có vẻ như hoàng tử Harry sẽ khó có thể hòa giải với anh trai William cùng các thành viên khác trong hoàng gia. Theo bà Petronella Wyatt, bạn của nữ hoàng Camilla Hoàng tử William vẫn không thể tha thứ cho hoàng tử Harry và thậm chí là không muốn em trai làm lành với vua Charles. Bà tiết lộ rằng William muốn ngăn cản vua Charles hòa giải với Harry sau tất cả những gì công tước xứ Sussex đã làm với hoàng gia Anh. Điều này không hữu ích bởi ở thời điểm này, đất nước sẽ phấn chấn hơn khi họ gặp lại nhau, bản thân nhà vua cũng vậy, người bạn này chia sẻ quan điểm. Vào tuần trước, Harry đã tới London để tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Invictus Games. Tuy nhiên, trong lần thăm nước Anh này, công tước đã không gặp lại bất kỳ thành viên nào trong gia đình, thậm chí là cả bố ruột. Nói về lý do cho việc không thể hội ngộ, đại diện hoàng tử Harry tiết lộ rằng vua Charles quá bận rộn với lịch trình của mình và không có thời gian để gặp gỡ con trai út. Lần cuối cùng hai bố con gặp gỡ là vào tháng 2, khi Harry bay về nhà một thời gian ngắn sau khi nhận tin bố mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ bạn bè của vua Charles, ông đã đề nghị con trai ở lại dinh thự hoàng gia mọi chuyện thật đáng buồn, một người bạn của nhà vua chia sẻ. Mặc dù sự thật là nhà vua có cảnh giác về cuộc gặp với Harry do dư luận vẫn quan tâm tới chuyến thăm này, nhưng tất nhiên ông ấy đồng ý gặp con trai. Đây là thời điểm ông dễ bị tổn thương nhất vì các vấn đề liên quan tới bệnh tật. Hoàng tử Harry xác nhận không gặp vua Charles trong chuyến thăm nước Anh. Mặc dù hoàng tử Harry sẽ tới thăm nước Anh, nhưng anh cho biết sẽ không gặp lại vua Charles và các thành viên hoàng gia khác. Sau hàng loạt đồn đoán. Hoàng tử Harry cuối cùng đã xác nhận sẽ không gặp gia đình hoàng gia của mình, kể cả vua Charles trong chuyến thăm London anh vào tuần này. Trước nhiều thắc mắc và suy đoán liên tục về việc liệu công tước có gặp bố của mình tại Anh trong tuần này hay không, rất tiếc câu trả lời là không do lịch trình dày đặc của vua Charles, phát ngôn viên của Harry thông báo. Lịch trình bận rộn của nhà vua bao gồm buổi tiếp kiến hàng tuần với thủ tướng Anh Rishi Sunak, bữa tiệc ngoài vườn tại cung điện Buckingham và nhiều cuộc hẹn khác. Cũng trong thông báo này, Hoàng tử bày tỏ sự thấu hiểu những ưu tiên khác của bố mình và hy vọng sẽ sớm gặp lại ông trong những lần sau. Trong khi đó, công tước xứ Sussex sẽ tới nhà thờ sưu tầm Pau và đọc diễn văn đánh dấu một thập kỷ kể từ khi Invictus Game khai mạc. Vua Sakli đã mất niềm tin vào hoàng tử Harry. Dù hoàng tử Harry chuẩn bị trở lại nước Anh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể hòa giải với vua Sakli và các thành viên hoàng gia. Không chỉ không gặp vua Sakli Hoàng tử Harry cũng không có kế hoạch gặp gỡ bất kỳ thành viên hoàng gia nào khác trong chuyến thăm ngắn ngày này. Thậm chí, dù Harry đã nhận được thông tin công nương kết mít đồ tình mắc ung thư nhưng anh cũng không có lịch tới thăm chị dâu. Trước đó, cả hai từng vô cùng thân thiết, thậm chí công nương kết còn được coi là cầu nối giữa hai anh em Harry và William. Theo chuyên gia Kinsey Sophie, vua Charles hiện đã không còn sự tin tưởng nào dành cho hoàng tử Harry. Thậm chí, có vẻ như ông vẫn còn đề phòng với con trai út của mình sau nhiều lần anh nói xấu hoàng gia anh. Nhà vua rất vui khi được dành thời gian với con trai út, tuy nhiên ông ấy vẫn sẽ luôn đề phòng để bảo vệ những người mà ông yêu thương, những người đã thể hiện lòng trung thành vô điều kiện với ông ấy, chuyên gia chia sẻ, Harry vẫn sẽ luôn có quyền tiếp cận với bố của mình thế nhưng sự tin tưởng đã không còn nữa. Theo chuyên gia, vị hoàng tử này không chịu nhận trách nhiệm về mình cho cơn sóng thần gây tổn thương cho chính gia đình của anh. Nhà vua cũng đã nhìn thấy điều này và đó là lý do ông không đặt niềm tin vào con trai út. Harry tin rằng anh không làm gì sai khi tiết lộ bí mật gia đình. Sự ảo tưởng đó gây quan ngại cho tất cả những người từng thân thiết với anh. Anh đang phải gánh chịu hậu quả từ hành động của mình, chuyên gia nói thêm. Theo thông tin trước đó, Harry sẽ có mặt tại nước Anh vào tháng 5 này để kỷ niệm 10 năm thành lập Invictus Game. Điều này đồng nghĩa anh có thể sẽ gặp lại vua Buckley cùng các thành viên hoàng gia khác, bao gồm người anh trai William. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng lần gặp gỡ sắp tới cũng không thể hòa giải sự bất hòa đã diễn ra quá lâu giữa hoàng gia Anh và công tước xứ Sussex. Lần cuối cùng Harry nói chuyện trực tiếp với bố của mình là khi anh nhận được tin báo vua Charles mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cuộc trò chuyện của họ cũng chỉ kéo dài 45 phút. Những hồ sơ mới cho thấy hoàng tử Harry đã có quê hương mới, đó chính là nước Mỹ. Trong các giấy tờ mới nhất của Travalis, tổ chức du lịch do hoàng tử Harry thành lập hoàng tử tuyên bố rằng quê hương mới của anh hiện là Mỹ thay vì nước Anh như trước. Theo Daily Mail, khi tổ chức được thành lập vào năm 2019, Harry đã điền nơi cư trú của mình là nước Anh. Việc chuyển nơi cư trú thành Mỹ cho thấy Harry không có kế hoạch sống lâu dài tại Anh trong tương lai gần. Vào năm 2020, vợ chồng Harry và Meghan đã từ bỏ danh hiệu hoàng gia và chuyển tới sống tại California, Mỹ. Họ cũng không được chào đón tại ngôi nhà ở Anh Frogmore Cottage dù đây là nơi cố nữ hoàng Elizabeth tặng họ sau đám cưới. Đến năm 2023, họ từ bỏ nơi này và khiến họ không còn nơi cư trú chính thức tại Anh. Hiện tại, khi tới thăm nước Anh, hoàng tử Harry cùng vợ không có nơi ổn định để nghỉ ngơi mà phải ở nhà bạn bè hoặc ở khách sạn. Hoàng tử Harry chính thức từ bỏ quyền cư trú tại Anh, gọi Mỹ là quê hương. Nhà đối với tôi hiện tại là ở Mỹ và nó cũng thực sự khiến tôi cảm thấy như vậy. Chúng tôi đã được chào đón với vòng tay rộng mở và có được một cộng đồng tuyệt vời tại Santa Barbara, công tước xứ Sussex chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với Today. Trước đó vài ngày, Hoàng tử Harry đã thua trong nỗ lực kháng cáo quyết định tước bỏ quyền bảo vệ an ninh đối với anh và gia đình do Tòa án Tối cao London tuyên bố. Hiện Hoàng tử đã được lệnh phải trả 90% chi phí pháp lý của bộ nội vụ Anh, được giảm 10% so với ban đầu. Đội ngũ pháp lý của Anh ban đầu yêu cầu Tòa án giảm 50% chi phí. Tất nhiên, yêu cầu này đã không được đáp ứng. Mối quan hệ căng thẳng với hoàng gia Anh, đặc biệt là với hoàng tử William khiến vợ chồng Harry, Meghan lo lắng. Theo nguồn tin từ New York Post, hoàng tử Harry dự kiến sẽ rời California, Mỹ, để trở về nước Anh vào 8 trên 5 tới nhằm tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Invictus Game. Tuy nhiên, do mối quan hệ vô cùng căng thẳng với hoàng gia Anh, Harry có vẻ như đã có nhiều đêm mất ngủ, lo lắng cho chuyến hành trình mới. Bản tin đến đây đã kết thúc, chúc quý vị luôn an vui và hạnh phúc. Kênh tin tức 24 giờ chúng tôi sẽ luôn cập nhật những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất đến với quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật tin tức kịp thời quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.